Chào các bạn. Trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giày bốt cho bé như thế này ha. Bên dưới thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Thân trên thì mình có làm luồng dây vào cài điều chỉnh cho vừa với cổ chân của bé và có viền một đường viền cho giày thêm xinh xắn. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc ở đây mình dùng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4. Hoặc là nếu những bạn không có cái mẫu kim này thì có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút cho cái mẫu của mình được chắc chắn hơn ha. Ngoài ra còn có kéo cắt len và một lớp đế xốp thì ở đây mình đã cắt sẵn. Ở cái mẫu đế này lưu ý cho mình khi cắt các bạn sẽ tiến hành cắt bo lại cho mình ở bên trong để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải ha. Ta sẽ cắt bằng với mặt đế sau đó mình sẽ bo lại ở bên trong nè. Cho ta có thể phân biệt được chiếc trái phải ở hai bên thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cắt cái mặt đế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân giày ha. Đây ta sẽ tiến hành móc thân giày trước. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái mẫu mặt đế giày len như thế này. Thì clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu mặt đế này ha. Các bạn có thể nhấp vào link ở bên dưới tham khảo. Mặt đế của mình là 11,5 cm, tương đương với cái xích đầu tiên mà mình móc ở clip hướng dẫn trước á. Nó cũng giống như clip đầu tiên mà mình hướng dẫn ha. Ta sẽ có 11 mũi xích đầu. Và 11 mũi xích này nó sẽ giúp cho mặt đế của mình nó có cái độ dài 11,5 cm. Hàng ngoài cùng sẽ là mũi nửa kép áp dụng cho những chân bé ốm ha. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân giày. Ở mẫu này mình có dán đế nên mình sẽ đưa cái mặt trái xuống phía dưới và ta sẽ móc cái phần mặt phải lên trên ha. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len ra phía sau nè. Để ý cho mình ở cái phần mặt đế ha. Mỗi chân móc ta sẽ có hai cái đường móc như thế này. Thì tất cả các cái mũi móc ở hàng đầu tiên này mình sẽ móc vào cái chân ở bên trong như thế này. Đây là chân bên trong ha. Một mũi móc nó sẽ có hai đường móc thì ta móc vào cái đường bên trong nè. Thì mình sẽ bắt đầu móc cái hàng móc đầu tiên ha. Đưa sợi len ra phía sau hàng móc. Thì cái chân móc đầu tiên ở mặt đế mà mình gặp nè là cái chân móc ở phía sau của cái sợi len thừa ha. Tức là cái chân mà ta móc mũi dời vào đó. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân bên trong nè. Đây. Sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len thừa màu đỏ qua bên hông. Sau đó mình móc lên một mũi móc xích ha. Đây, đưa qua bên hông như thế này và móc lên một xích nè. Di chuyển kim đến chân móc kế bên. Và chân kế bên sẽ là chân mũi dời mà ta kết thúc của cái mặt đế. Cũng đâm kim cho mình vào chân bên trong. Và ta sẽ móc các cái mũi nửa kép cho hàng đầu tiên ha. Móc vào cái chân đầu tiên này một mũi nửa kép. Đây, đây là chân đầu tiên nè. Ta sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục chân kế bên cũng tương tự ha. Móc cho mình các cái mũi nửa kép và các cái chân liên tiếp với nhau. Và tất cả đều móc vào chân ở bên trong. Chân kế tiếp cũng một mũi nửa kép. Tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa màu trắng vào trong mũi móc nha. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và đều móc vào chân ở bên trong. Ở những cái chân móc cuối cùng của cái vòng móc này nè, ta có sợi len thừa màu đỏ thì khi móc các cái mũi móc cuối cùng này các bạn cũng móc giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Cũng móc vào các cái chân bên trong nè và móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Khi đã móc được các cái mũi nửa kép cho đến cuối hàng rồi vào các cái chân móc ở bên trong thì tiếp tục móc vào cái chân móc của mũi nửa kép đầu tiên này nè. Đây sẽ là chân đầu tiên ha, móc vào một mũi dời.
sau đó lên 2 mũi xích. Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên và nó sẽ giúp cho thân giày mình nó có cái độ cao lên một chút xíu ha. Và lưu ý cho mình nè, ở mặt đế cái vòng ngoài cùng của mình móc cái hàng mũi nào á thì các bạn sẽ móc cho mình hàng đầu tiên này là cái mũi đó ha. Ở đây mình là nửa kép nên cái hàng đầu tiên mình sẽ là mũi nửa kép. Hàng móc thứ hai móc vào chân đầu tiên này một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh của một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự ha, một mũi kép đơn. Và sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại. Ở đây các bạn sẽ canh cho mình nè. Ta sẽ dựa vào cái hàng móc ngoài cùng hàng móc thứ ba của phần mặt đế. Từ đây đi qua ha, ta sẽ gặp hai cái chân móc có cùng một chân đầu tiên nè. Đây là hai chân có cùng một chân móc. Thì cái chân đầu tiên này có cái chân thẳng hàng ở bên trên. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc sát cái chân thẳng hàng này ha. Đây là chân đầu tiên của hai mũi nè. Thì cái chân đầu tiên nó có cái mũi thẳng hàng này. Ta sẽ đâm kim vào cái chân kế bên ha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và móc tương tự cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu. Sau khi đã móc các cái mũi nửa kép đến cái chân móc thẳng hàng với chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân ở phía dưới á. Đây là hai mũi có cùng một chân nè ha. Thì cái chân đầu tiên này có cái chân thẳng hàng lên đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chụm lại cái chân này và chân bên cạnh thành một chân ha. Thì cái cách chụm như sau. Ta tiến hành lấy len và đâm kim vào cái chân thẳng hàng đó. Kéo len. Trên kim có 3 mũi móc như thế này thì kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế bên. Kéo len. Trên kim có 4 mũi thì kéo qua hai chân trên kim. Khi trên kim đã có được 3 mũi thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai mũi ở phía dưới mình sẽ chụm lại thành một mũi ở bên trên như thế này ha, cho cái phần đỉnh giày của mình được bo lại. Chân kế tiếp này móc một mũi kép đơn. Tiếp tục hai chân móc kế bên các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân ha. Thì cái cách chụm cũng giống như hai cái mũi đầu tiên mà mình chụm ở đây. Cũng lấy len và đâm kim vào chân đầu tiên. Kéo len, sau đó kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo len. Kéo qua hai chân trên kim. Sau đó kéo len qua hết ba chân móc trên kim. Ta sẽ được một mũi chụm thứ hai ha. Khi được một mũi chụm rồi, tiếp tục móc cho mình vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Thì ở đây các bạn để ý cho mình nè, ta sẽ có những cái mũi chụm xen kẽ với mũi kép đơn. Đây, mũi chụm nè, xen kẽ là mũi kép đơn ha. Mũi chụm xen kẽ mũi kép đơn thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi ta có 7 mũi chụm xen kẽ. Tức là ở đây mình đã có được 2 mũi chụm rồi nè. Thì tiếp tục móc cho mình thêm 5 mũi chụm nữa ha. Kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ ba nè. Tiếp tục xen kẽ là một mũi kép đơn vào chân kế tiếp. Sau đó hai chân liên tiếp này chụm lại thành một chân ha. Lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp. Sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Ta có mũi chụm thứ tư. Tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân để ta có mũi chụm thứ năm. Kéo qua ba chân trên kim. Chân kế bên một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân. Kéo qua ba chân. Chân bên cạnh một mũi kép đơn. Hai chân liên tiếp với nhau chụm lại thành một chân thì ta sẽ có được mũi chụm thứ bảy ha. Lúc này khi đã có được 7 mũi chụm xen kẽ với các cái mũi kép đơn thì đỉnh giày của mình đã có cái độ bo nhỏ lại. Thì các bạn sẽ móc tiếp các cái chân móc còn lại này, mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên này một mũi kép đơn.
Tiếp tục chân kế tiếp một mũi kép đơn. Móc tương tự đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Móc đến cuối hàng. Sau khi đã móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì cuối hàng các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này, móc vào một mũi giờ để kết thúc vòng. Sau đó gây nên hai xích. Để bắt đầu vòng móc thứ ba ta cũng dùng mũi kép đơn để móc ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng vậy, một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Và cũng móc tương tự cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân ha. Và các bạn sẽ móc đến khi ta gặp cái chân móc mà ta chụm đầu tiên của hàng thứ hai á. Đây là chân mũi chụm đầu tiên của hàng thứ hai nè, thì móc đến cái chân sát bên ha. Đây ta sẽ móc các cái mũi kép đơn đến cái chân sát bên này. Đây. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho đến chân móc ta đánh dấu ha. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì các bạn sẽ tiến hành chụm mũi tương tự như cái hàng móc phía dưới, tức là chân của mũi chụm và chân mũi kép đơn kế bên, hai chân móc này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha. Và cái cách chụm nó cũng tương tự giống như cái mũi chụm ở phía dưới á. Tiến hành lấy len nè, đâm kim vào chân mũi chụm. Sau đó đâm kim tiếp vào cái chân mũi kép đơn và kéo len qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ nhất nè. Tương tự chân kế bên sẽ là chân mũi chụm thì cũng móc cho mình chân mũi chụm này và chân mũi kép đơn kế bên này, hai chân này sẽ chụm lại thành một chân. Lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta có mũi chụm thứ hai ha. Hàng phía dưới mình có 7 mũi chụm liên tiếp thì ở hàng phía trên này các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi chụm liên tiếp với nhau. Đây, hai chân này chụm lại thành một chân nè. Chân của mũi chụm và chân mũi kép đơn của hàng phía dưới ha. Kéo qua ba chân trên kim, được mũi chụm thứ ba. Tiếp tục, hai chân liên tiếp chụm lại thành một chân. Ta có mũi chụm thứ tư. Hai chân liên tiếp. Kéo qua ba chân trên kim, được mũi chụm thứ năm nè. Tiếp tục mũi chụm thứ sáu. Và mũi chụm thứ bảy. Sau khi đã móc được 7 mũi chụm liên tiếp với nhau thì phần đỉnh giày của mình sẽ có cái độ bo lại hơn ha. Nó sẽ giúp mình bo lại cái phần đỉnh giày. Thì các cái chân móc còn lại các bạn sẽ tương tự giống như cái hàng phía dưới. Đây, tức là ta sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Thì nó cũng tương tự giống cái hàng phía dưới, nó chỉ khác ở phần đỉnh giày của mình chụm lại thôi. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì cũng tương tự ha. Móc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi giờ để kết thúc vòng. Sau đó gây nên một xích. Như vậy là phần thân giày của mình đã cao lên được 3 hàng móc và đỉnh giày nó đã có cái độ bo lại rồi. Thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành bo lại cho cái phần đỉnh giày này nó được nhỏ hơn và ôm sát vào chân của bé hơn nè. Hàng móc thứ tư này nó sẽ khác với hai cái hàng móc phía dưới. Ta sẽ sử dụng mũi móc đơn kết hợp với mũi nửa kép và mũi kép đơn. Thì chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng một mũi móc đơn. Tương tự cho chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn. Và cũng móc tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì cho đến cái phần đỉnh giày các bạn sẽ để ý cho mình nè. Đây là cái mũi chụm đầu tiên mà mình gặp ở hàng thứ ba ha. Thì các bạn sẽ chừa ra cho mình một mũi nè, hai mũi nè. Và mũi thứ ba, ta sẽ chừa ra ba mũi móc này.
Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc thứ tư từ cái mũi này ha. Chừa ra 3 mũi, móc đến chân móc này nè. Đây, móc các cái mũi móc đơn cho đến chân móc thứ tư ở đây. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây rồi nè, là cái chân móc thứ tư á, thì tiếp tục mình sẽ tiến hành tăng cái độ cao của mũi móc để chụm lại cái phần đỉnh dây này ha. Chân thứ ba này móc cho mình một mũi nửa kép. Đây, ta sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Lúc này mũi móc của mình nó sẽ có cái độ cao dần lên nè. Và tiếp tục cái mũi móc kế tiếp mình sẽ sử dụng mũi kép đơn ha. Và các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân thứ hai và thứ nhất này. Móc lại hai chân này thành một chân ha. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm đầu tiên nè. Các bạn tiếp tục làm lần lượt cho mình cho đến khi mình được 6 mũi chụm liên tiếp nha. Mũi chụm thứ hai chụm lại hai chân của mũi chụm phía dưới. Tiếp tục hai chân kế bên chụm lại thành một chân ha. Đây, làm tương tự cho mình nè. Kéo qua ba chân trên kim, được mũi chụm thứ ba. Tiếp tục mũi chụm thứ tư. Mũi chụm thứ năm. Và mũi chụm thứ sáu. Và cái mũi thứ sáu này nó sẽ kết hợp ở hai cái chân kép đơn phía dưới ha. Khi đã được 6 mũi chụm như thế này rồi thì phần đỉnh dày của mình nó sẽ được bo lại hơn. Bây giờ mình sẽ giảm cái độ cao của mũi móc. Chân kế bên này móc mũi nửa kép để giảm độ cao nè. Sau đó tiếp tục các cái chân còn lại. Mỗi chân sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Thì như vậy là form thân dày phía dưới của mình vừa hoàn tất với 4 hàng móc như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái phần cổ dây bên trên để mình luồn dây vào cài điều chỉnh. Tính từ cái mũi mà mình chụm lại đầu tiên của cái hàng móc thứ tư này nè, các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình ha. Đây là mũi chụm đầu tiên nè, thì đếm ngược ra cho mình. Đây, ta sẽ có đây mũi nửa kép là 1 nè. Tiếp tục 2 3 4 5 6 7. Ở cái chân móc thứ 7 này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở bên trong ha. Mỗi mũi móc của mình nó sẽ có hai đường móc nè. Đâm kim cho mình vào chân bên trong. Đây, ta sẽ bắt đầu móc ở đây ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau hàng móc. Sau đó kéo len qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Chân đầu tiên mình móc vào cái chân ở bên trong rồi thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái chân kế tiếp và cũng móc vào chân ở bên trong ha. Ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là hai mũi móc đầu tiên của mình sẽ móc ở cái chân bên trong nè. Các chân còn lại thì ta sẽ móc luôn vào chân móc ha. Chân thứ ba sẽ móc luôn vào chân móc nè. Móc vào đây một mũi kép đơn. Lưu ý khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Chân kế bên một mũi kép đơn nè. Móc luôn vào chân móc ha. Cứ làm lần lượt cho mình các chân móc còn lại. Ở phía trên này mình có 6 mũi chụm thì các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân mũi chụm thứ nhất ha. Ta sẽ móc các cái mũi kép đơn cho đến chân mũi chụm thứ nhất. Tức là mình sẽ móc luôn vào chân mũi chụm thứ nhất đó.
Khi gặp cái chân mũi chậm thứ hai của cái hàng móc thứ tư bên dưới á, thì cái chân mũi chậm thứ hai này, thứ ba này nè, hai chân móc này sẽ chậm lại thành một chân, chân thứ hai và thứ ba ha. Đây, chậm lại cho mình thành một chân. Kéo qua ba chân trên kim nè, ta có mũi chậm đầu tiên. Thì tiếp tục chân móc thứ tư và thứ năm, chân mũi chậm thứ tư và thứ năm của cái hàng thứ tư á, cũng chậm lại cho mình thành một chân. Khi đã có được hai mũi chậm rồi ha, cho cái hàng móc phần thân phía trước á, nó sẽ giúp cho cái đỉnh giày của mình được bo lại hơn nữa. Thì các chân móc còn lại sẽ móc tương tự, mỗi chân ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc cho mình các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc liên tiếp với nhau. Khi móc được các cái mũi kép đơn nè, ta gặp đôi cái phần mặt đế lại ha. Tức là cái phần dây này nó sẽ nằm ở 1/3 so với mặt đế, và còn hai chân móc nữa ta sẽ bằng với cái mũi móc đầu tiên nè. Thì hai chân móc này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào chân bên trong ha. Đây, nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc đầu tiên mà ta móc á. Thì hai chân móc cuối cùng này nè, các bạn cũng móc vào cái chân bên trong, và mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là hàng móc của mình nó cũng chừa ra được hai mũi ha, lên hai xích và tiến hành quay ngược đầu móc. Sau đó từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình tầm 3 cho đến 4 hàng móc nữa cho cái phần thân trước của mình nè. Hai cái điểm này nó đã ngang bằng với nhau rồi thì tiếp tục móc lên cho mình tầm khoảng 2 cho đến 4 hàng móc tùy vào cái độ cao mà các bạn mong muốn ha. Và ở đây mình sẽ móc đều, ta không giảm mũi nữa nha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho các hàng móc còn lại cho đến khi đạt được độ cao. Và cũng tùy vào sở thích của mỗi người ha, các bạn có thể lên cho mình thêm nhiều hàng móc hơn nữa tùy vào cái độ cao của thân giày mà các bạn mong muốn nè. Ở đây mình đã lên thêm được 3 hàng móc, tức là cái phần thân trước của mình sẽ dừng lại ở 4 hàng móc nha. Và 3 hàng móc này mình không giảm mũi nè, ta sẽ có được cái độ cao của thân dài như thế này. Thì kết thúc các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ hoàn thành phần thân trước của giày ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân sau nè. Gặp cái phần thân trước xuống phía dưới thì ta sẽ có các cái chân móc để móc phần thân sau ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau mũi móc. Hai cái mũi móc ban đầu mà mình chừa ra một mũi ở bên ngoài nè, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc ở các cái chân móc này trước ha. Đâm kim vào chân đầu tiên mà ta gặp. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi xích. Chân đầu tiên móc rồi thì cái chân kế bên nè, cũng là cái chân ở bên ngoài ha, móc vào đó một mũi kép đơn. Hai chân móc ở bên ngoài ta đã móc rồi và móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn. Thì các cái chân móc còn lại bên này nè, các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân móc ha. Tức là mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Cái sợi len thừa mà mình chừa ra ở ban đầu á của thân giày á, các bạn cũng móc dấu vào trong mũi móc luôn nè. Làm lần lượt cho đến hai cái chân móc ta chừa ra ở bên đối diện ha. Cũng móc cho mình đến hai cái chân móc này luôn nè. Và ta cũng móc vào chân bên ngoài ha. Từ đây sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa và ta không giảm mũi cũng không tăng mũi. Và cái hàng móc mà mình tăng ở cái phần thân sau á, nó sẽ ít hơn so với phần thân trước một hàng nha. Mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi đã lên được tổng cộng là 3 hàng móc và ít hơn cái phần thân trước mà mình móc nè, nó sẽ tạo ra được một cái khoảng như thế này. Thì cái khoảng này nó sẽ giúp cho cái phần thân dày của mình không có bị hở ha. Đây khi gặp lại thì nó sẽ không có bị hở ở cái đoạn này. Và thân sau luôn luôn móc ít hơn phần thân trước một hàng móc để mình viền lại cái phần thân sau ha. Để móc phần viền thì mình sẽ sử dụng màu len của mặt đế để móc. Ta sẽ đưa cái sợi len ra phía sau nè. Đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái hàng móc phía sau này. Kéo len qua chân móc. Móc lên 2 mũi xích. Sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc luôn á, các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại, mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và móc tương tự ha, giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Đây thì mình sẽ viền lại được cái phần thân sau ha, móc tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã kết thúc cái phần viền thì móc lên một xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì lúc này các cái hàng móc ở phần thân trước và thân sau của mình nó sẽ đều nhau ha, có cái độ cao đều nhau nè, và giúp cho thân dày của mình không có bị hở. Các bạn sẽ dùng cho mình keo nến hoặc các loại keo chuyên dụng để dán đế, dán cho mình mặt đế xốp vào trong mặt đế dày len. Lưu ý khi dán sẽ bo cong lại cho vừa với mặt đế ha, và móc thêm cho mình một cái sợi dây để mình luồn vào cài điều chỉnh. Và nó sẽ luồn vào các cái chân móc ở phần thân sau nè. Sau khi đã dán được mặt đế xốp vào trong mặt đế dày len rồi và dán bo cong lại để ta phân biệt chiếc trái phải nè. Đây. Thì cái mẫu của mình chỉ phân biệt chiếc trái phải khi dán đế thôi ha. Đối với sợi dây thì các bạn sẽ luồn cho mình vào giữa của các thân chân móc ở thân sau để mình cài điều chỉnh cho ra phần thân trước nha. Đây, như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu dây bốt như thế này. Chúc các bạn thành công!